Hello, xin chào quý cô chú anh chị, vẫn là em Milo bán nhà Bình Chánh. Hôm nay em sẽ giới thiệu cho quý cô chú anh chị một dãy nhà 12 căn, chỉ còn lại một căn duy nhất, nằm tại trục đường Ba Làng, xã Bình Chánh, cách quốc lộ 1A 700m và cách chợ Bình Chánh chỉ 3 phút di chuyển xe máy thôi nha quý cô chú anh chị. Đường thì bên em nó bê tông hóa nên xe ô tô, xe ba gác ra vào thoải mái. Em xin được giới thiệu bên trong và tiến thẳng vào căn nhà. Nhà này là diện tích là 4 x 10, một thiết kế một trệt một lầu, gồm một phòng khách, một phòng bếp, hai phòng ngủ, hai phòng vệ sinh và một ban công nho nhỏ. Xin được giới thiệu tổng quan bề ngoài căn nhà. Nhà này thì bên em đã lắp cho mình là đồng hồ điện và đồng hồ nước, rất là vững chãi. Tiến vào bên trong, em xin được giới thiệu cửa là cửa 4 cánh sắt hợp sơn tĩnh điện, là cho làm cho mình lớp màu đen chống rỉ sét. Tiến vào bên trong nữa là gạch 4 kính 60 cm, hai bên tường đi cho mình tông màu trắng, tầng là tầng giật hợp, là phòng chứa đèn lon chiếu sáng khắp căn nhà. Giữa phòng khách và phòng bếp có một vách ngăn CNC gắt hình đồng tiền, nhìn rất là phong thủy, như tiền vô như nước. Phòng bếp bên em đã lắp cho mình là hình chữ L, gồm một rửa chén 304, có kệ tủ bếp trên và kệ tủ bếp dưới, rất là bằng gỗ nha quý cô chú anh chị, rất là đẹp. Nhà này thì là đúc thật 100%, rất là đẹp, cam kết là đúc thật 100% nha quý cô chú anh chị. Tiến vào bên trong, em xin được giới thiệu phòng vệ sinh trong căn nhà của tầng 1. Phòng vệ sinh thì công năng cũng như là lavabo, bồn rửa mặt, có bồn chứa 500ml ở trên là phòng. Tiến lên trên là em xin được giới thiệu cầu thang là lắp cho mình lớp đá hoa cương đi vừa chân và những vách ngăn bằng gỗ khắc hình bông hoa rất là đẹp. Em xin được giới thiệu bên trên tầng 1. Và bên trong em xin được giới thiệu phòng ngủ đầu tiên của căn nhà trên tầng 2. Phòng này thì có diện tích là 10m, thiết kế rất là sang chảnh, gạch là vẫn là 4 kính 60 cm, hai bên tường đi cho mình tông màu trắng, có đèn lon và đèn ngủ chiếu sáng, cộng thêm cho mình là dây điện chờ để sau này thuận tiện cho việc lắp máy lạnh, rất là tiện lợi. Có thêm cho mình là cửa sổ làm thông thoáng cho căn nhà. Cửa vẫn là cửa nhôm sinh pha và kính chống mờ. Tiếp theo là vòng vệ sinh trên tầng thứ hai thì cũng như lavabo, bồn rửa mặt và có bồn chứa nước 500ml. Cửa vẫn là cửa nhôm sinh pha và kính chống mờ. Tiếp theo em xin được giới thiệu phòng cuối cùng trong căn nhà. Phòng này thì nếu gia đình mình đông thì mình có thể dùng là phòng ngủ, nhưng nếu gia đình ít người thì mình có thể dùng làm phòng thờ, rất là tiện lợi. Vẫn là có cửa sổ, và cửa sổ đây là cửa sổ 4 cánh, rất là đẹp cho quý cô chú anh chị. Tiếp theo là một ban công nho nhỏ trong căn nhà. Ban công này rộng tầm 3m2, làm cho chúng ta thông thoáng cho căn nhà. Như quý cô chú anh chị thấy thì ở đây là xe ô tô ra vào thoải mái, dân cư thì nó mọc lên đông đúc, nhà thì rất là mát, có những hàng cây xanh rất là mát. Xuống dưới em xin được chốt lại giá trong căn nhà này. Vừa rồi em đã giới thiệu xung quanh một vòng căn nhà này, một căn nhà diện tích là ngang 4 dài 10, thiết kế một trệt một lầu, gồm một phòng khách, một phòng bếp, hai phòng ngủ, hai phòng vệ sinh và một phòng thờ, có thể dùng làm phòng thờ, và một ban công nho nhỏ. Vị trí căn nhà này là nằm tại trục đường Ba Làng, xã Bình Chánh, cách quốc lộ 1A chỉ 700m và cách chợ Bình Chánh đúng 5 phút di chuyển xe máy. Giá chính xác của căn nhà này là 1,3 tỷ, không phát sinh chi phí nào. Nếu quý cô chú anh chị thấy video này hay thì cho em xin một like, một đăng ký kênh, em xin cảm ơn.